Thưa quý vị, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tiếp nhận thông tin phản ánh của công ty cổ phần AC Cúp Việt Nam, AC Cúp Việt Nam về hành vi kinh doanh buôn bán gói súp AC Cúp Hảo Hảo tôm chua cay trái pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời cảnh báo về hành vi kinh doanh không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo AC Cúp Việt Nam không bán riêng các gói súp của mì ăn liền Hảo Hảo tôm chua cay. Khi tách gói súp ra bán riêng, thông tin về hạn sử dụng sẽ không được thể hiện trên gói súp, dẫn tới người tiêu dùng không thể nhận biết được thời hạn sử dụng. Đồng thời, theo ghi nhận, đã có hiện tượng bán các gói súp giả mạo danh thương hiệu Hảo Hảo tôm chua cay. Bình vị Thái Minh đã được nghiên cứu hiệu quả cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh nay đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm lên đến 85.000 đồng so với hộp 20 viên. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa yêu cầu các địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Nam cung cấp hồ sơ nhằm phục vụ điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu. Trong đó yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ các đơn vị đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam hồi hương trên các chuyến bay tự trả phí, hồ sơ doanh nghiệp nộp xin chủ trương đưa chuyên gia, công nhân về nước để cách ly tại địa phương, hồ sơ của doanh nghiệp báo cáo xin tổ chức chuyến bay sau khi đã được tổ năm bộ cấp phép thực hiện.